kim dây thì còn tự chạy này, chạy này đấy, này đấy, chạy này kim giờ thế nào, kim giờ nó cũng không chính xác là phải thôi. Đấy, giờ kia thì lại nó lại đấy, nhưng mà nó lại chạy đấy, chạy bố rồi này, dùng cái nó chạy này này, nó chống nước đéo thì bây giờ ở đây chống nước nó không ấy, nó chạy bố nó đi cái kim giờ kim phút đi đi. Ê, chán. Chú mắc xem mà, để xem nó chạy không. Không đéo chạy nữa, nội đéo nữa. Đéo chạy nữa, nó lại kẹt vào rồi. Đấy. Bây giờ thì nó lại kẹt. Giờ thì lại đây này, này. Vẫn chưa hơi lệch. Ok. Chỉ có cái kim này bây giờ nó vẫn lỏng như này thì là không được rồi. Cái kim kim phút này nó chạy nó lỏng, nó tự nó chạy thế này. Ở đây giờ bọn này mà nó tháo ra là vào hết nước. Để xem kỹ đi, xem cho anh cái. Đấy, chạy này, đấy, chạy vẽ kim này, nhìn này, dỗ cây là nó chạy bố đi, đấy, chạy xuống được đấy chưa? Yeah. Ê, nói chuyện gì?